Hasinco Building tọa lạc tại số 110 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Tòa nhà có vị trí thuận tiện giao thông khi vị trí gần trung tâm thành phố. Từ vị trí của tòa nhà có thể dễ dàng kết nối tới những khu vực lân cận như Cầu Giấy, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm. Nhờ lợi thế vị trí, văn phòng cho thuê tòa nhà Hasinco có liên kết vùng cực kỳ hoàn hảo, bao quanh là những tiện ích sẵn có tòa nhà như ngân hàng, siêu thị, bệnh viện. Hãy liên hệ ngay Property Plus qua hotline 0865 364 866 để tìm được văn phòng ưng ý với chi phí tốt nhất.